Để đoán nha, dạ. Chắc là học chung với nhau và hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã đúng không? À, thật ra thì hơi khác một chút, cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ giúp. Dạ, lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu, bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu, sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Cầu hôn à, xin bố hôn. Mẹ của em có được không? Coi như bố là mẹ xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Ngồi đây, đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Phải nói là rất là bất ngờ khi mà có một cô dâu người nước ngoài đến với chương trình Vợ Chồng Son như thế này. Em biết nói tiếng Việt không? Dạ vâng, em biết nói tiếng Việt. Rồi giờ mà hai em giới thiệu về mình. Anh để đoán nè. Đoán hả? Giờ đoán nha, em phải người Ukraine không? Dạ đúng rồi. Sao chị hay vậy? Nó chưa không phải đoán đâu. Tại vì á, thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén lén hỏi bên ban biên tập á, là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy? Biên tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Trong nhà Hà Nội. Em cảm ơn chị. Nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam đã lâu rồi đúng không? Dạ rồi, em sang Việt Nam 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Em tên là Sofia Phan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ. Còn Sofia Ma bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em là Sơn. Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra thì sinh ra ở Ukraine. Em sống ở Ukraine một thời gian. Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U xong rồi mới quyết định về Việt Nam. Mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau và hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã đúng không? Thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Khoa tiếng Việt. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Chắc có lẽ là cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ giúp. Hỗ trợ rồi trả luôn. Nhưng mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ, lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu, sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ, em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. Lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng gì về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối, để tượng, tiếp cận đối tượng và làm quen ạ. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều. Nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ có. Sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào? Và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì coi như là chiếm được cái tình cảm của con? Chắc là khoảng nửa năm ạ. Nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau. Xong rồi sau đó là chính thức là yêu nhau. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa? Hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ.
và bố mẹ em á. Dạ vâng, của bố mẹ em. Cũng kể qua thôi. Đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho Sophia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Là tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà Sophia là sau khi em đi du học ở Anh về. Qua luôn từ sân bay em chạy qua về thẳng nhà Sophia để làm quen với bố mẹ Sophia. Ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Là biết bạn trai là, dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Bây giờ phải hỏi Sophia, đúng rồi đó. Sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích, cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nghĩa là sau đó là như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là chắc trở khó khăn thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau không? Có ghen hờn gì không? Đó. Em yêu nhau là 4 năm trước khi cưới. Phần lớn là phải yêu xa tại vì em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sophia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. Sau 2 năm ở Đức xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Hai vợ chồng muốn thử làm kinh doanh ở Việt Nam và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang là mở quán cà phê. Nhưng mà do Covid đóng cửa rồi. Nhưng mà anh nói thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em không hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài em có sợ mất Sophia không? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ, tại vì Sophia rất xinh. Lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam. Đại học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn, cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có nghe Sơn nghe hả cưng? Có. Đang hỏi giai đoạn cho nên là trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Xin bố mẹ của em có được không? Coi như là xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Ngồi đây. Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. 4 năm. 4 năm. Bé 18 tháng. Wow. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau là 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Sophia chắc biết cái phần này đúng không? Yeah. Thì ra hồi xưa em thấy anh Son thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà thiếu lãng mạn. Wow. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô khi em vào các thứ. Kiểu ở châu Âu nó đã nóng nó phải như thế. Gentleman. Và em thấy anh Son thay đổi rất là nhanh. Em thích cái đấy bởi vì anh Son là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Để tiếp đặt xấu anh đi. Thiếu lãng mạn này. Thiếu lãng mạn còn gì nữa? Chắc làm ít massage chan. Ít massage chan. Có nghĩa là ít khi làm massage chan. Không có chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không, không có gì nữa. Không ghen luôn? Dạ. Có nóng tính không? Nóng tính cho người khác, nhưng mà sơ vội em thì không nóng tính. Nóng tính với người bên ngoài. Dạ. Nhưng mà với vợ là không nóng tính. Dạ. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Sophia. Massage chan là ok. Yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè? 3 lần một tuần. Đó. 3 lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 cho nhà ngươi chọn. Được không Sơn? Nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp. Nhờ em cũng xem được cái ý. Trời ơi, biết là biết gài liền luôn. Bắt tay là đồng ý hả? Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sophia có tật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Tật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sophia hay lập luận sai ấy, thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình. Là bướng hả? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh.
Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy thật xấu hay không, nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh sinh châu. Trời ơi, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường mà. Đúng không? Kể cả trời, khi bánh sừng trâu ngon mà. Dạ, nhưng mà có nghĩa là một tuần ăn mấy lần? Nhưng mà anh Sơn phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích. Sáng nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì với cà phê sữa nóng. Cái đó là tật dễ thương, tật tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi, đúng không? Phải là em đi mua, còn không là bao giờ tự đi mua cả. Ừ. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Có chứ ạ, cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen, cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè, giờ ghen với ai? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sophia có thể là ghen đùa ấy ạ. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể giao vắng ghen hình ảnh chứ là mình có người thật để mà ghen. Tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc, thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là Sophia sẽ bắt đầu trêu hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về chỉ về vấn đề cuộc sống gia đình, thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Cái cách dạy con á, ai là người cầm chịch? Trong có xung đột về cách dạy con không? Thật ra em là giáo viên, em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sophia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột không? Xung đột về cái cách dạy với Sophia? Xung đột nói để nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý. Tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam. Cho nên là nhiều lúc là nếu mà dạy theo sống theo kiểu châu Âu thì cũng không đúng lắm. Phải góp ý để cho em bé, để cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Yeah, quá hay. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sophia thay đổi điều gì? Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi, mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt thôi. Tại vì mình yêu vợ mình, cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Thôi cứ để nguyên vậy luôn. Cứ để nguyên như vậy. Yeah. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. yêu Sophia. Sophia có lãng mạn không? Sophia rất là lãng mạn. Vậy thì em cũng, nếu mà như vậy á, hoặc là em phải ước, em phải mong là Sophia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sophia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay nhân dịp đến với chương trình này, dạ, thì thật sự là rất là chúc mừng Sơn với Sophia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp. Và để có được ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc như hôm nay, để có được nụ cười hạnh phúc, thì rõ ràng là các bạn đã trải qua rất là nhiều cái câu chuyện yêu thương với nhau. Dạ. Và hạnh phúc là một lựa chọn. Các bạn đã lựa chọn đúng người, đúng đối tượng để mà chúng ta có thể là trao hết tất cả những tình yêu cho nhau. Chúc mừng các bạn. Em cảm ơn chị và bạn hạnh phúc nha. Hai bạn bước ra, tôi nghĩ trong đầu tôi mới chỉ cần cô dâu mà cái màu mà giống tôi như vậy thôi là tôi té luôn liền, té xỉu liền luôn á. Chào hai em hãy giới thiệu chút xíu về mình. Dạ, em tên là Vĩnh Hùng, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ, em tên là Nguyệt Hạnh, năm nay em 27 tuổi, em là nhân viên ngân hàng. Hạnh Hùng. Dạ. Hạnh Hùng gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ thì cách đây 5 năm á, thì em có liên thông đại học, học buổi tối. Thì lúc đó em học được cũng khoảng 2 tuần. Thì lúc đó vợ em vô trễ, thì vô tình em thấy cô vô trễ, thì mình nhìn kỹ vô người cô á, thì thấy cái có một cái nút ruồi ở trên mặt mà giữa trán của cổ bên trên đó. Đâu? Đây, đâu không thấy? Đây, nó không thấy, nhìn thấy đó. Rồi mình nhìn cái nét đó thì cũng vừa dữ, nhưng mà bạn bè nói dữ, nhưng mình thấy hiền. Thấy là dễ thương, là quý tướng đó. Dạ. Rồi sao nữa? Thì xong rồi đó, rồi tụi em làm nhóm, làm báo cáo thì cũng chung nhóm nhóm. Thì cái từ từ em tìm hiểu cổ làm bên ngân hàng. Thì lúc đó sẵn em có một số tiền á, là để dành cưới vợ đó. Thế em mới là trích ra từ từ em kêu cổ mở tài khoản, em bỏ tiền vô tài khoản của cổ. Nhưng mà chị hỏi em nè. Dạ. Vì em biết cổ làm ngân hàng, em mới gửi vô tài khoản, hay là em dùng cái cách mà gửi tiền vô tài khoản để em giới thiệu cho cô ấy biết rằng anh là người có tiền? Cái đó là ý định cưa cẩm của em. Tại sao xài lý do khác? Một phần nữa là
em để em thử cổ. Thử sao? Tại vì lúc trước em quen hết mấy người nữa cũng có cái vấn đề là gì. Cũng là mở tài khoản hay sao? Không có, em quen mấy người đó như là lợi dụng mình. À, dạ. Tức là không thương thật mà thương. Chắc nên bây giờ em mới dùng cái này em thử cổ và cuối cùng là đúng như cái điều em suy nghĩ không? Thấy hoàn toàn khác với hai cái cô trước. Ủa em biết cái chuyện là ảnh gửi tiền vô cho em là ảnh thử em không? Dạ đó. Em lúc đấy không nghĩ gì hết. Bây giờ ảnh khai thiệt mà em mới biết nè. Là về là có chuyện với em. Thực ra là lúc đó nếu mà ảnh có nói là anh gửi tiền anh thử em cũng tin luôn đúng không? Tại vì em là nhân viên ngân hàng. Đúng rồi. Thì đó là nghề nghiệp của em đúng không? Mà lúc đó mỗi lần đi học đó em nhờ cớ em nhờ cái gặp cổ để em đưa tiền cho cổ. Đó tức là lấy cái cớ là đưa cho cổ để cổ để được gặp mặt em. Thế thời hai em quen nhau trong bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Dạ gần một năm. Bây giờ tụi em ở chung với gia đình chồng hay là ở riêng? Ở chung với lại gia đình của em. Kết hôn nhau là bao lâu rồi? Dạ kết hôn với nhau được 2 năm rưỡi. 2 năm em ở với gia đình vợ thì có hòa thuận và có cái gì đó nó trắc trở? Cũng có trắc trở. Có lần thì ở nhà có nuôi chó mà nuôi tới 4 năm con chó thì lúc đó là em đọc báo thì em thấy là ở gần với chó thì dễ bị sáng chó. Sáng chó với xiển. Đó mà em có nói với vợ để nói cho bên ba má vợ nghe mà vợ truyền đạt sao mà em thấy vẫn để như vậy. Nhiều cái mình nói ra không được. Em có nói với bên nhà em cái vụ đó không? Nhà em cũng có nói với ba mẹ. Thì cái đó là không phải do ba mẹ em nuôi mà là một anh rể nuôi. Thì em cũng nói ba mẹ. Thì ba mẹ cũng nói là không sao đâu, nói chung là vệ sinh sạch sẽ là được à. Cũng không có nghĩ là sâu xa là vấn đề là sẽ ảnh hưởng tới em bé. Thế mà nói chung là nhiều khi em ở giữa em nói qua em nói lại á. Thế ra là em cũng hạn chế. Mất công lại nghĩ là chồng mình khó chịu thì ba mẹ lại nghĩ sai về chồng mình nữa. Tại vì chồng em thì thẳng tính. Mà mỗi lần có chuyện gì thì đâu có dám nói thẳng ba mẹ đâu, là phải thông qua vợ. Mà nhiều lúc thì em cũng vô tư, đâm ra là em cũng chỉ nói theo kiểu truyền đạt thôi. Đâm ra là vấn đề nó vẫn không đi tới đâu hết. Nhưng mà bây giờ chó vẫn còn. Dạ chó vẫn sủa. Mình sót con thôi. Chứ bây giờ nó nhỏ quá mà chó sủa giật mình nó cũng gì tội nó nữa. Thực sự mà nói á, là con trai của chị cái đợt đó là nó bị cái vụ chó mà nó bị xỉn. Cái đó là có thật. Đó, sáng chó cũng là có thật luôn. Nếu như cho em có một cái điều mà em muốn nói về cái việc mà tụi em đang ở chung với một cái gia đình lớn đó. Dạ. Thì em sẽ nói như thế nào? Tức là em sẽ muốn ra làm sao? Thì em muốn là cái chỗ của em ở đó, nó được yên tĩnh cho con em nó nghỉ ngơi thôi. Chứ em không muốn gì hết. Rồi bây giờ thì anh hỏi thẳng luôn nè. Đó, từ lúc mà lấy vợ rồi thì em phát hiện anh tật xấu nhiều. Dạ nhiều. Nhiều lắm không? Dạ gấp. Này có nhiều kể hết luôn đi. Lười biếng. Lười biếng về vấn đề gì? Lúc mà cổ có bầu rồi đó thì em mới là thấy thương. Em mới mua cái máy giặt vợ về khỏi phải giặt đồ. Cũng làm biếng không chịu để đồ vô giặt. Có máy giặt rồi cũng vẫn làm biếng giặt đồ là sao? Không phải chị, có nghĩa là chồng em là kỹ tính, lỡ đụng vô hư máy là ông phải đổ thừa nữa. Cái năm nay là đâu dám giặt đâu. Nói chung là cứ để cho ổng bỏ đồ, tự đồ vô tự bấm nút thôi là mình. Trời đất ơi, tưởng tượng nó mua máy giặt xong rồi về hai vợ chồng ngồi giặt tay á, mới ra vậy, sợ hư máy giặt. Có gì không? Rồi còn nữa, giặt xong rồi á thì lẽ vợ phải đem đi đồ đi phơi. Cũng không luôn. Để đến luôn. Rồi ai phơi? Em đem lấy đồ móc anh đem đi thôi cho em biết chắc chắn là em phơi rồi. Rồi sao kỳ vậy, tao sợ hư máy thôi, bây giờ tao đi phơi đồ đi. Đâu có đâu, em cũng có phụ với bộ chị. Cũng dùng là chia ra nhưng mà chồng em nhiều hơn thôi. Có nghĩa là 7 ngày thì chồng em phơi hết 6 ngày đúng không? Nhưng anh nghĩ đi, lúc đó em cũng đang có bầu mà. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ thì đang cố gắng cải thiện. Bây giờ thì ai giặt ai phơi? Nói chung là chồng cũng giặt nhiều hơn vậy. Anh phát hiện một điều là chồng em á hồi nãy giờ rất là trầm tư nè, ít nói nè. Chắc có lẽ là ở nhà chắc bị em ăn hiếp thường xuyên đúng không? Không, nhìn mặt em vậy chứ anh ăn hiếp em á. Phải không? Thiệt, tại mỗi lần cãi nhau toàn em nhịn ảnh không mà. Anh cãi lên anh lĩnh dữ lắm á chị. Mỗi lần anh cãi lên là hả? Cô với tôi luôn á. Mà nóng lên, mà nóng dữ quá là hả? Không kiềm chế được là mày với tao luôn. Trời, phải không? Nhìn hiền vậy thôi chứ. Là nhầm khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi. Cô ấy thích là ở đó rồi cứ mà hem dầu vô lửa đốt gì hoài vậy đó. Mà máu mình sôi lên mới nói bây giờ có đi ra ngoài không hả? Đây hồi tôi điên lên. Giờ điên lên làm gì tôi? Giờ sao? Giờ có đi ra không? Tao nói mày có nghe không? Giờ còn gọi đây nữa tao đang xong tao xỉu giờ vậy chưa? Trời ơi, phù người ta. Nói chung là giọng dữ lắm. Chị nghĩ coi một con người mà bình thường á hiền, mà lúc mà giận lên hồi đầu tóc giống như là bốc khói dựng dựng lên nè. Mắt lông chồng mà còn chồng trắng không thôi à. Mà cái miệng bình thường là hơi chu chu dễ thương nha. Lúc mà cãi nhau là dính lên luôn rồi nè. Chú mẹ xuống mét ha. Lúc này có cãi không? Lúc đầu thì em nhịn chị, ba mẹ cũng dặn rồi. Chồng máu cao mà khó chịu mà nóng tính vậy là phải nhịn. Mà chị nghĩ coi phụ nữ mình nhịn thì nhịn cũng có chỗ cũng phải bức xúc chứ chị, bức nước vỡ bờ thôi. Chịu hết nổi là em bạc lại là xong rồi, y như rằng là bùm 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 lên. Em bạc lại sao? Em nói là em nhịn đủ rồi nha, mà còn lớn tới như vậy nữa hả? Thấy em nói vậy cũng nói lên, để tiếp tục cãi nhau. Có khi nào mà ông kêu mày tao, cái kêu lại tao mày giống không? Không, xưng nhau là anh em. Hùng thua bên này,
cái điều đó. Không cổ chồng tức em, em không có muốn là gây chiến rồi. Em nó kêu cổ đi ra ngoài mà nói, mình nói hoài cổ không chịu đi. Chị nghĩ có vợ chồng cãi nhau, vợ chồng cãi nhau thì phải ở lại với nhau để cho nó xong việc vấn đề đi. Thằng này là giờ mới hiểu, giờ mới hiểu tính ổng là giận thì tốt nhất là nên được đi ra ngoài. Đó. Còn ở lại là sẽ có chuyện lớn. Cái cảm giác mà nghe chồng mình kêu mình bằng mày á, và kêu bằng tao với mình á, lúc đó em như thế nào? Nói chung là cảm thấy sốc, nhưng mà chắc cũng tại em lì. Thật chất là cái bản chất của chồng em không phải là người thô lỗ như vậy. Nhiều khi do áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, cộng thêm là áp lực là phải ở nhà vợ, rồi phải làm sao để cư xử giữa hai bên gia đình như vậy nè. Thật ra là ảnh cũng ức chế trong người nè, lâu lâu là phải có chỗ phải bùng phát lên. Con người thật của chồng em không phải là như vậy. Trời tức quen ảnh hiền lắm. Bây giờ còn không? Nói chung là cái phần mà xưng mày tao là chỉ ít lắm. Khi nào mà trận nào to lắm thì mới xưng thôi. Còn bình thường thì xưng cô với tôi. Em cái cuộc sống hiện tại của em bây giờ đó, cái áp lực lớn nhất của em là gì? Em bây giờ là cũng vừa công việc là nhiều rồi. Nói chung là từ lúc mà chồng của em về ở với bên nhà em tới giờ, do là em cũng vô tư quá nên cũng chưa tạo một cái điều kiện để cho ảnh với lại ba mẹ em hoặc anh chị trong nhà nói chuyện mà tâm sình với nhau để hiểu nhau hơn. Chồng em thương ba mẹ em giống như ba mẹ ruột thôi, nhưng mà do có điều là thẳng tính quá, đâm ra nhiều lúc nói, nhiều lúc mà bên nhà vợ không hiểu, đâm ra ức chế. Nhưng mà gia đình mình là một tuần có một bữa cơm chung không? Cuối tuần á thì nói chung gia đình nhỏ của mỗi người thì tự ăn, chỉ khi nào có dịp giỗ hoặc là dịp lễ có tiệc tùng thì gia đình lớn mới quay quần lại ăn chung. Mà ăn chung thì cũng ít khi nào mà nói chuyện được nhiều hả? Được nhiều, đúng rồi chị. Rồi tức là bây giờ tụi em nấu cơm ở trong cái gian nhà riêng tụi em gì? Dạ không, mẹ đi. Em nấu cho em. Vậy có ăn chung với mẹ không? Dạ không. Chị hỏi như vậy là vì lý do như vậy nè. Ví dụ mà mẹ em mà nấu cơm cho tụi em ăn á, có khi nào em nghĩ đến cái chuyện là em ăn chung với ba mẹ để cho cái không khí nó cởi mở và nó cảm thông với nhau hơn? Có giờ em nghĩ điều đó không? Dạ chưa. Tại vì vậy nè, có một lúc nào đó em sẽ đặt em vào cái cảm xúc của mẹ. Dạ. Có nghĩa là mẹ cứ nấu, giống như trách nhiệm của mình là mình phải nấu cho tụi nó ăn, nhưng mà không biết tụi nó có nghĩ gì đến mình hay không. Có giờ em đặt cái điều đó trong đầu em không? Sự là em cũng chưa đặt cái vị trí của em và cho vị trí của chưa mẹ. Nghĩ đến điều đó đúng không? Dạ, đúng em rồi. Có nghĩ không? Có, nhiều khi em cũng có kiếm tạo cơ hội để em qua em ngồi nói chuyện với ba mẹ, nhưng mà khi tính của cổ là cũng hơi ghen. Nhằm khi có mấy chị em của cổ ở ngồi đó, cổ thấy mình nhìn mình sẽ nói gì hay gì đó là cổ thấy khó chịu hay gì. Em nhìn vô cái mắt anh cổ em biết. Rồi làm sao mà mình thoải mái mà ngồi nói chuyện với gia đình của cổ được? Nhưng mà nhưng em là... nhìn vào ánh mắt là em đoán, nhưng mà biết đâu chừng cổ không phải là nghĩ như vậy. Em có bao giờ có hỏi thẳng vợ không? Em có ghen không? Mà ghen với ai bây giờ? Em mình đâu có gì đâu chị. Mà tại sao không biết, em không biết tại sao em ngồi nói chuyện tự nhiên cổ xê dịch qua, cổ che lại người em mất tiêu. Tại vì em gái ngồi kế bên này nè, thì giống như khi em ăn trong bàn thì người ngồi với ảnh thấy hành động em, ảnh lại suy diễn ra vậy á, chứ em đâu có ghen gì đâu. Theo chị nghĩ á, để mà em có được một cái mối quan hệ với lại gia đình bên vợ thì cái đối tượng đầu tiên em phải cảm thông, phải tiếp cận là ba mẹ, rồi mới tới anh chị em trong nhà sau đó. Thì bây giờ em giúp chồng em việc đó đi, như chị nói mời ba mẹ ăn chung với vợ chồng mình, cứ tạo nhiều những cái điều kiện nhiều lần như vậy á, là tự động làm mọi người hiểu nhau thôi. Đúng rồi, bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều đó là điều gì? Chồng bớt nóng tính đi, cái nóng tính nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chồng. Thứ hai là thoải mái hơn, đừng có nghĩ là ở rể là mình làm khách nữa, mình hãy nghĩ là mình đang ở nhà mình. Con Hùng, ông muốn là vợ bớt lười biếng chút, bớt cậu thả chút. chị thấy vậy nè Hùng, theo chị ha, em nhân cơ hội này nè, em nói một cái điều gì đó thật nhất trong tấm lòng của em với ba mẹ. Giống như mình trực tiếp chưa được, mình gián tiếp trước đi cơ. Dạ, con sống xa gia đình nên ba mẹ, vợ cũng gọi là ba mẹ của con, nên con rất thương ba mẹ. Rất là thật. Và anh nghĩ rằng là ngoài cái câu nói của chồng em ra thì em phải là một cái sợi dây liên kết để cho cả hai đồng thuận với nhau và hiểu nhau vậy hả? Em theo chị, với cái không khí này, với cái cảm xúc này, chị nghĩ rằng em nên nói với ba mẹ một câu. Ba mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ vì đã ủng hộ cho vợ chồng con và tạo mọi điều kiện cho vợ chồng con được hạnh phúc. Và ở đây là nhân cơ hội này thì con muốn cảm ơn ba mẹ vì đã đối xử tốt với chồng con như là đối tốt với con. Con cảm ơn ba mẹ. Xin cảm ơn hai em. Rồi, chúc hai sao nhìn cưng quen vậy ta? Dạ, chắc là con có ở trên chương trình Sắc Tăng thôi ạ. Dạ. Rồi, xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Chắc em giới thiệu trước ha. Dạ, con là tên là Tôn Nữ Xuân Quyên và năm nay con 33 tuổi.
thì vợ chồng con cùng kinh doanh ạ. À, dạ. Quyên là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Dạ, con ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, công việc của Quyên là gì? Dạ, con là đến từ gia đình chùm sò, thì chùm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ốc ngọc trai. Chùm gia đình sò, gia đình chùm sò. Dạ. Quá dễ thương. Thôi dạ. Mời bạn. À, xin chào chú Thuận với chào cô Vân. Thì con tên là Phan Phúc Thịnh. Thì con là dân Đồng Nai. Dạ. Thì con năm nay khoảng 36 tuổi. Khoảng 36 tuổi. 36 là không có được cái bằng chú nghe chưa? Khoảng 36. Khoảng 36 là gần 35 với 36 hả? Thì đó, đó. Nửa 35 với. Ơi, tôi năm nay có 39 đó mà cái bằng chú gì biết nữa. Anh được rồi, 39 dạ. Nghe chưa? Không có nhận là bằng chú. Quên 39 thiệt. 39. Xạo. Đúng rồi, 100 năm nữa em vẫn 39. Em nhất số 4. Sao em tên gì? À, dạ em tên Thịnh. 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 Dạ. Thịnh Nguyên. Thịnh làm nghề gì? Dạ hiện tại thì Thịnh đang kinh doanh cùng với bà xã luôn. Dạ. Là kinh doanh về chùm sò luôn á hả? Dạ, vợ chồng chùm sò. Dạ. Rồi, không biết rằng là hai bạn cơ duyên nào gặp nhau ta? Rồi tình yêu nó nảy nở như thế nào? Và lần đầu tiên gặp nhau, bốn đôi mắt chạm vào nhau thì ấn tượng gì về nhau? Em đoán đó. Em giờ chỉ cần em đoán đó. Trời, em đi lượt ốc hay là gì đó. Phải không? Một đi, ngày đẹp trời. Đi biển xong rồi đi hai người đều đi lượt ốc á, đi kiếm ốc. Trời ơi. Gặp nhau rồi, giành nhau con trai, con sò, con ốc gì đó. Phải không? Thì, trời, thì cái đó là kiểu như là đi cạo sò ốc để bán ốc. Đó, bán ốc. Sẽ gia đình chung sò mà. Phải không? Không. À. Chắc là gì nè. Ông này là đi ăn ốc. À. Gặp bà này bỏ mối cho cái quán ốc đó mấy con sò lông rồi sò tô sò bộ gì đó lấy con gái này trời ơi đi buôn ốc rồi xinh quá thế là ổng cười luôn đúng không? Chỉ có đúng một chi tiết thôi anh. Là chi tiết gì? Là em gặp bà xã của em ở biển thôi, ở bãi biển thôi. Tôi đoán nếu mà nói gặp ở biển là tôi đoán phải không đó? Tôi đoán là hai người đi biển mà dính cái vụ biển thôi, nhưng mà còn cái vụ mà đi cào nghêu cào sò đó, cào nghêu cào ốc là không có. Sao không có? Cũng miệng bà thì tôi đoán thì cái đó trật coi như tôi được 50. À còn vụ ăn ốc là chất quá rồi, chất quá rồi. Bây giờ để hai chồng kể đi, hai chồng chùm sò gặp nhau biển rồi sao nè, có đi cào ốc không? Câu chuyện đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Dạ thì lúc đó con là khoảng 18 tuổi ạ. Thì năm lúc đó con vừa mới con đi du học năm lớp 12. Xong rồi mới trở về Việt Nam cho mùa hè, thì chuẩn bị là sang đại học cho 4 năm đại học. Thì tự nhiên là cùng có một cái nhóm là nhóm độc thân. Thì lại cái nhóm độc thân đó là các bạn độc thân chơi với nhau. Có thì có không? Dạ có. Thì có tổ chức đi Vũng Tàu. Thì lúc đó mới đi Vũng Tàu thì con ngồi trên bãi biển thì ảnh mới tự nhiên ảnh bị chuột rút. Ảnh tắm xong ảnh bị chuột rút xong ảnh mới lên ảnh ngồi chung thì tự nhiên hai bên bắt chuyện với nhau thì thấy rất là hợp và nói chuyện cả tiếng đồng hồ thì cho nên con cảm thấy rất là hợp, cho nên ngày hôm đó thật ra cách đó thì còn hai tuần nữa là con quay trở lại bên Mỹ rồi. Thì con mới nói là vậy thì có thể ngày mai thì anh có đi hẹn chơi với em không, thì xong ngày hôm sau thì con rủ anh đi đánh cầu lông với lại đi chơi board game. À, tự nhiên cái cuộc hẹn đó tưởng là chỉ có một tiếng nhưng mà thành ra nó chơi 5-6 tiếng đồng hồ. Wow, và nói chuyện luôn. Suốt luôn và tự nhiên cảm thấy rất quá là hợp luôn. Mọi thứ nó tự nhiên cứ nói chuyện ra. Và rồi khoảng thật ra là vài ngày, cách vài ngày là con sẽ đi con sẽ bay, thì con mới tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là bình an, cho nên con mới nói đó là vậy thì con biết cái nốt trên anh đó là con thích ảnh. Và con anh thì ảnh mới trả lời lại, thì lúc đó mình đâu có cái điện thoại, con phải xài điện thoại của ba, từ vì về rất là ngắn cho nên không có điện thoại, cho nên nhắn và ảnh sẽ nhắn lại qua tin của ba thì ba mới đưa lại cho con coi cái tin nhắn anh trả lời. Đó là anh nói quên ảnh đi thì tại vì anh nói anh ấy chưa sẵn sàng và ảnh mới chia tay bạn gái khoảng chừng 4-5 tháng trước. Thì cái con mới nhắn lại với ảnh đó là vậy thì khi nào anh sẵn sàng thì anh báo với em. Mà cô bé này lúc đó mới có 18 tuổi thôi. Dạ. Như vậy Thịnh lúc đó là đã 22 tuổi rồi đúng không? Dạ, lúc đó là 23 tuổi đúng không? Lúc đó là em đang học sinh viên đại học. Tôi nghe nè. Tại sao bây giờ phải hỏi phải cái suy nghĩ của Thịnh chứ, tại sao lại như vậy? Thật ra thì đúng như bà xã của em nói là lúc đó em đã chia tay cái người bạn gái trước. Thì lúc đó thì cũng nói chung đó là cảm xúc nó cũng không có ổn định lắm. Đó, thì lúc đó mình cũng lẫn lộn là tại chắc buồn quá rồi mất công rồi muốn kiếm người để cho đỡ buồn thì nó kêu mình cũng không có muốn vậy. Đó, thì mặc dù lúc mà gặp Quyên thì rất là thích, rất là hợp, nhưng mình không có chắc chắn cái cảm xúc của mình lúc đó, nên đó là đó lý do là sao mình trả lời thôi, không khoan từ từ đi. Chưa có sẵn sàng. Với lại thực sự lúc đó chị cảm nhận là em không đủ dũng cảm để mà em tiếp nhận một cái tình yêu xa, đúng không? Bởi vì mình vừa hụt hẫng ở đây xong, mình vừa hụt hẫng xong rồi bây giờ
cái người mà mình cảm thấy hợp á, mình sợ là đó mình yêu xong lại cách xa như vậy, mình chịu không có nổi cái cảm xúc đó, đúng không? Cho nên là em đành phải nói câu đó. Nhưng thực sự trong tâm em là em sẽ muốn một câu trả lời khác. Là đúng không? Đúng không? Là không, em không quên anh đâu, là câu em muốn. Em không thể quên anh được, hoặc là chúng mình sẽ thế này thế nọ thế kia, đúng không? Nhưng mà khi mà Thịnh nhận được một cái tin của Nguyên là khi nào anh sẵn sàng, thì lúc đó em như thế nào? Em suy nghĩ như thế nào? Lúc đó là em đổi ý. À, lúc đó là em nhắn lại liền là ok thì mình sẽ tìm hiểu. Nhưng mà lúc đó là em rất vui, đúng không? Rất vui, rất vui. Chứ nếu như em nhận được cái tin thôi vậy thôi nha anh, hoặc là im re luôn là chắc chắn rằng là thôi là cô ấy bay đi luôn rồi đó, thì là buồn đó. Để chị nói đó, bởi vì nhắn như vậy nhưng mà thực sự trong lòng là muốn một câu trả lời ngược lại. Cho nên là người ta vừa mới nhắn lại cái là ông chụp liền. Sướng chứ, đúng không? Chụp liền. Trời ơi nhưng mà như vậy là cô bé này rất là chín chắn, mặc dù mới có 18 tuổi mà mà xử sự như vậy là rất là ok. Chính vì khéo léo như vậy cho nên bây giờ mới có một cái người chồng mà rất là tâm đầu ý hợp như thế này, đúng không? Thôi như vậy là nghĩa là qua cái tin nhắn ok là coi như là đã đã ấn định cái việc là ok chấp nhận tìm hiểu nha. Ảnh không nhắn lại liền nữa mà ảnh khoảng 1-2 ngày sau á, thì lúc mà con vừa mới đáp máy bay xuống Mỹ thì con mới check in vào trong ký túc xá rồi mới mở máy tính lên thì ảnh mới nhận tin nhắn của ảnh. Thì cho nên lúc mà ở trên máy bay thì tâm trạng của con thì con cũng không phải vui nhưng mà cũng không phải buồn, tại vì tình cảm nó không có phải tự nhiên đùng cái nó mất, mà nó cũng không nó nếu mà nó thật thì nó sẽ cứ như vậy, người ta nghĩ sao thì cũng kệ, cho nên con cũng không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà thật ra đó cũng là lần đầu tiên mà con dám nói, chứ hồi trước đó là thích ai thì con phải chờ một năm sau để mình coi mình còn thích người ta hay không thì mới dám nói. Ủa nhưng mà tại sao hà cớ gì tới 2-3 ngày sau ông mới nhắn trả lời ta vậy? Cái đó em cũng không trả lời được, không nhớ nữa. Hay là do em suy nghĩ để mà đâu, tức là em không trả lời liền, đúng rồi, 2-3 ngày sau 2-3 ngày sau mới trả lời, là về tới Mỹ rồi mới trả lời, viết một cái mail, viết một cái mail. Cái mail là viết sao còn nhớ không? Anh cũng không nhớ. 11 lâu năm quá rồi, lâu quá rồi em hơn 10 năm rồi. Như vậy là chấp nhận tìm hiểu xa. Lúc đó là yêu xa mấy năm cơ? Khoảng 4 năm. Wow, yêu xa 4 năm luôn. Nhưng mà đó đâu phải gọi là yêu đâu, chứ yêu mà chỉ là tìm hiểu xa, phải tỏ tình, phải chấp nhận em là bạn gái anh không, em ok thì mới gọi là yêu chứ. Thì như vậy nhưng mà đã đồng ý với nhau rồi, nói là bên đây là đã nói là em chờ đến khi nào mà anh đổi ý, thì bên đây mới nói nếu vậy thì chúng ta cứ như vậy nhé, là coi như là họ đã đồng ý yêu xa rồi. Như vậy là coi như là lấy cái cột mốc đó là cột mốc coi như là hai bạn yêu nhau. Đúng không? Coi như là chứ chưa phải là tìm hiểu mà là yêu luôn. Yêu đó, yêu xa. Như vậy chắc khó khăn lắm đúng không? Trong thời gian đó. Nhưng mà xinh đẹp như cưng như vậy á, ở bên kia học thì chắc chắn là phải có nhiều người theo đuổi rồi, đúng không? Thì cái người ở lại châu Á thì có Hàn Quốc nè, có Thái Lan nè, có Trung Quốc nè, Nhật Bản nè, rồi du học sinh Việt Nam nữa, chưa kể mà chưa kể là Tây Mỹ trắng nè, Mỹ nè, nó sao rất là nhiều. Sao cưng, bên nào ghen bên nào kể nghe coi chơi. Dễ thương quá, con gái bên cô giống như chú. Thì ngày thật ra cái thời gian đó nó cũng rất là buồn. Rất vui vì ảnh bắt đầu cả hai bên cùng tìm hiểu, nhưng mà nó đang ở xa cho nên mọi thứ cái khó khăn hay là có cuối tuần mình cũng ở một mình hết. Và đặc biệt buồn ở chỗ đó là tại vì lúc đó thì con không có về mỗi năm, mà là cứ 2 năm con mới về một lần. Cho nên con nói ảnh đó là anh chờ thì 2 năm nữa mình gặp. Rồi thì cứ con đếm từng ngày luôn á, con đếm từng ngày cho tới ngày về luôn. Thì nhưng mà có một cái sự kiện đến, đó là tại vì anh ấy sẽ đi có một cái chương trình, mà là chương trình anh ấy sẽ đi giúp đỡ cho những người khác trong vòng 2 năm, và anh sẽ để dành tiền và anh sẽ đi giúp đỡ cho người khác trong vòng 2 năm đó, và sẽ không có nên bận tâm với những chuyện yêu đương hay là vân vân. Thì đó là điều tốt và anh muốn làm khi mà anh chưa có kết hôn. Chính vì vậy mà con cũng ủng hộ cái việc đó. Nhưng mà cái ngày á thì đây là chúng cái chương trình của Mỹ, thì cho nên họ sẽ đưa cái ngày cho mình và mình được gọi ngày nào thì mình sẽ đi ngày đó. Thì con ảnh được gọi đi một tuần trước khi con về, mà trong khi mình đã định đó là sẽ gặp một tuần hai tuần rồi con lại đi lại thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Thì nó đã rất là buồn, cho nên tại thời điểm đó thì thật sự là con vừa đi làm mà con vừa khóc luôn, khóc rất là nhiều. Tại vì cái ngày hôm trong đó đếm từng ngày từng ngày á, mà về thì lại Việt Nam lại ảnh đi. Ủa nhưng mà ảnh đi Mỹ luôn hay sao? Dạ không, ảnh đi ở Campuchia với lại ở Hà Nội. Là đi 2 năm luôn hả? 2 năm là về lại không gặp. Nhưng thế là lần đó con về là không gặp ảnh luôn rồi, đúng rồi. Anh đi trước một tuần thì có nghĩa là hai bạn là hoàn toàn là 4 năm mới gặp nhau. Dạ. Wow. Nhưng mà lúc đó FaceTime đồ
chưa có phát triển mạnh như bây giờ đúng không? Dạ, còn gọi webcam. Với lại mình cũng ngại á, cho nên con chỉ có chat với nói chuyện điện thoại thôi chứ nhưng, không có dám video. Nhưng mà cái lúc về mà không gặp người yêu mình á, lúc đó tâm trạng con như thế nào? Và Thịnh cũng vậy, đi làm một công việc tốt ở nước bạn như vậy thì cái tâm trạng mình không gặp được cái bạn gái mình thì lúc đó là sao? Con nghĩ là lúc đó bị sốc, mà con nghĩ giờ lúc đó là lúc mà con nghĩ là con hiểu cái người tâm thần là như thế nào. Tại vì con không tập trung như được làm gì hết á, trong vòng mà về đây dự định con định bỏ cả một cái semester để về. Nhưng mà rồi bỏ semester rồi một học kỳ rồi nhưng mà ảnh lại không có mặt, dẫn tới là cả một cái học kỳ đó là con không biết làm gì ở Việt Nam luôn, rồi như tâm thần vậy. Là bao lâu hỏi nhưng mà Việt Nam bao lâu hỏi Việt Nam bao lâu? Dạ khoảng lúc đó thì về chơi được khoảng 3 tháng ạ. Trời ơi, 2 năm thì chơi 3 tháng trời không biết về để làm gì luôn á hả? Về thì gặp gia đình cũng vui nhưng mà nó hơi bị sốc. Nó chống chính á, tại vì là mình đã lỡ mình đếm từng ngày từng giờ để mình được về. Ôi, rồi mà giờ mình phải đếm lại. Con sao con lúc đó sao con không mua vé con đi qua bên bển qua đi kiếm bạn trai mình ta? Dạ có, con có làm vậy nhưng mà cái quy định đó là ảnh nên tập trung vào trong cái việc phục vụ người khác nhiều hơn. Cho nên khi mà con đến thì ảnh để lại một cái lá thư đó là rồi sẽ hẹn ngày mình gặp nhau. Chứ bây giờ anh muốn tập trung vô trong thời việc thời bình một. Thời bình mà cứ giống như thời chiến vậy đó trời. Ơi viết một lá thơ. Còn mình sao? Thịnh anh hỏi nè, Thịnh có theo một cái tổ chức nào mà bên đạo được không? Dạ đúng rồi, thấy chưa? Thì hai năm đó là hai năm em đi truyền đạo. Thì khi mà đi truyền đạo thì sẽ tập trung vào cái công việc truyền đạo thôi. Thì cảm về nói về mặt cảm xúc thì nói chung là nó khó lắm. Thật ra là khuyên các bạn trẻ nếu mà được thì tốt nhất đừng yêu xa. Yêu xa rất là khổ, rất là khó. Mình không giải quyết được vấn đề về cảm xúc của mình, tinh thần của mình. Thì phần của em thì trong 2 năm đó cũng rất là khó luôn. Rất là khó. Đặc biệt là 6 tháng đầu tiên rất là khó. Và sau đó là phải quyết định là phải xử lý vấn đề này về mặt cảm xúc. Nên là mình thôi, chuyện này gác lại qua một bên. Rồi khi nào về được tính tiếp. Chứ bây giờ là tại vì mỗi tuần thì em vẫn trao đổi thư với bà xã của em. Đó. Năm lâu lắm. Nên đó là xong là thôi quyết định thôi mình tập trung vào cái công việc. Rồi sau đó cũng khuyến khích bà xã thì cứ tiếp tục hoàn thành cái việc học. Còn bên đó thì có anh nào thì cứ hẹn hò bình thường. Đó, quen thì cứ quen bình thường. Có nếu mà có gặp ai muốn chọn thì em cứ chọn không sao hết. Ổ bình luôn. Nhưng mà hỏi hai đứa này, trong thời gian đó là hai đứa có say nắng với đối tượng nào khác không? Anh chắc tập trung hơn con. Tại vì em thì không có. Nhưng mà chú biết là Quyên là ở bên đó với một cái nhan sắc này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều anh theo đuổi mà đa quốc gia luôn á. Thì biết đúng đó không? Thì chắc đó. Chắn bây giờ hỏi về phía Quyên thôi, con có say nắng ai không? Dạ con có say nắng, con có thích. Tại vì đôi khi nó cô đơn quá. Đúng rồi, thật sự biết. Là cũng gặp 3-4 người rất là tuyệt vời, ví dụ như và mình cũng không biết là điểm xấu nào ở họ nữa mà mình lại từ chối nữa. Cho nên mình chỉ vừa là bạn nhưng mà họ cũng theo đuổi ví dụ như có người thì là thạc sĩ ở bên đó rồi mình cũng không thấy điểm xấu. Rồi có người thì hai người Việt, ba người Việt thì anh ấy học rồi anh ấy ngày nào anh cũng đi bộ chung với mình về, tại vì ở bên Mỹ thì cái thư viện đóng lúc 12 giờ đêm á, cho nên anh sẽ luôn luôn đi bộ về tới nhà với mình để mà đảm bảo mình về an toàn. Thì trong vòng 6 tháng trời anh cứ đi chung với mình mà không có nhận được câu trả lời và mình cũng rất là rung động. Rồi cái cũng có một anh người Mỹ cũng có, và anh ấy rất là dễ thương và rất là đàn guitar rồi chơi và dạ, nice lắm mọi thứ luôn ạ. Mà mình không tìm ra được điểm gì hết để chê hết, nhưng mà tại cái và anh còn học cái nấu bò kho nữa, hoặc là nấu bò thì nấu những món Việt cho mình ăn thì rất là nice luôn. Nhưng mà mình cứ ở trong cái thế là mình rất là yêu ảnh, nhưng mà cái người này lại ở bên cạnh của mình và suốt hai mấy năm trời. Nhưng mà tại cái thời khắc quyết định đó thì lúc đó là lúc con cảm thấy nó quá khó khăn, xong rồi con mới nói thôi. Thì tại lúc mà con thời điểm con mệt mà lúc mà mình đồng ý là ảnh sẽ đi thêm 2 năm nữa mà không biết khi nào, thì con nói thôi hay là tạm dừng một chút xíu để em suy nghĩ. Nhưng mà tại cái thời khắc đó thì xong cái ảnh đồng ý luôn, và ảnh rất là tôn trọng và ảnh không liên hệ trong vòng 3 ngày kế tiếp. Và dẫn tới đó là tự nhiên mọi tại cái đêm đó thì mọi cái kỷ niệm nó lại về hết cho tất cả mọi thứ mà ảnh với mình đã trải qua, đã những cái lời buổi chat, buổi nói chuyện vân vân, là kỷ niệm nó về hết. Dẫn tới là mình đang hơi hơi
mình đang hơi say nắng người kia và mình đang hơi mệt với lại cái tình cảm này, nhưng mà tự nhiên tại cái đêm đó thì mình lại nó lại lên lại và nó lại mình lại thấy rất là rõ ràng đó là mình chỉ mình không còn tình cảm chính xác nữa với lại bên này. Và từ đó trở đi thì con dứt khoát được. Sau 3 đêm mà con khóc ròng luôn ạ. Thì tại vì nhớ lại cái mọi kỷ niệm thì con mới cố gắng liên hệ lại. Thì lúc đó ảnh 3 ngày ảnh cũng phải cố gắng để ảnh vượt qua. Thì sau đó 3 ngày thì ngồi nói chuyện lại thì lúc đó đã rất là xác định rồi ạ. Là chấp nhận là yêu xa để mà hai người là của nhau đúng không? Dạ, là xác định là con sẽ ráng chờ thêm 2 năm nữa. Nhưng mà còn Thịnh thì sao, lúc mà cổ nói cái gì mà anh cho em thời gian để em suy nghĩ lại, lúc đó Thịnh có sợ là mất không? Không, mà Thịnh cũng ok mà. Lúc đó là em đã rất là mở rồi. 6 tháng đầu tiên là 6 tháng khó khăn. Mà sau đó thì về mặt cảm xúc thì em cũng đã tự giải quyết được. Và lúc đó thì cũng có nói với bà xã là em cứ thoải mái. Em cứ lựa chọn cái quyết định tốt nhất cho mình. Không cần phải ràng buộc gì với nhau hết. Như vậy là khỏe nhất. Nhưng mà cuối cùng tình yêu của các bạn dành cho nhau nó quá lớn. Nên chính vì vậy mà nắng cỡ nào đi nữa cũng có cái nó che à. Đúng không? Nhưng mà bây giờ mình phải hỏi cái này nè. Sao 4 năm luôn? Sao 4 năm đó. Lúc mà cái ngày đầu tiên mà trời các bạn ơi gặp nhau á, lúc đó là sao? Thì một gặp, cái cảm gặp xúc nhau sân bay quá đúng không? Hả? Thì đó thì phải không? Vậy thôi chứ gặp. Sao vậy? Bây giờ nè, tôi muốn biết câu chuyện các bạn như phim. Tôi rất muốn biết là sau 4 năm lần đầu tiên các bạn chạm mặt nhau là ở đâu? Ở sân bay. Ở sân bay. Lúc đó không, anh về rồi, anh qua nhà cả. Qua nhà đúng không? Dạ. Là không ra sân bay đón. Không hả? Ra sân bay đón. Em đã không ra sân bay đón. Tại sao vậy? Anh về trước ạ. Anh về trước rồi xong một tháng sau con mới học xong. Thì con đã cố để mà học không, xong. Không biết rồi. Nhưng mà ý chú muốn hỏi là tại sao Thịnh lại không ra sân bay đón bạn gái mình? Tại vì về mặt tâm lý lúc đó thì cảm thấy là chưa có sẵn sàng. Mình thấy là quen nhau cũng lâu rồi, nhưng mà mình cũng đi công việc cũng lâu rồi. Và bạn gái mình ở bên đó thì cũng học rồi, mình có gặp duy nhất một lần là cái lần mà đầu tiên gặp thôi, Vũng Tàu, Vũng Trung Quốc rồi. Rồi bây giờ cái lần thứ hai là sao đây, gần 4 năm rồi. Mình không biết là sao ta, bây giờ mình phải cư xử như thế nào nữa. Nên là mình kêu thôi bây giờ nếu mà mình đi gặp rồi, mình tới mình gặp gia đình của bà xã mình rồi, mình nói làm sao? Mình đúng nói lẽ là con là bạn trai của Quyên rồi. Ông bà già vợ của mình ủa là làm sao? Không biết gì hết. Rồi mình cư xử làm sao, mình cũng ở vào cái thế khó. Nên lúc đó là mình nói kêu thôi vậy thì cứ để cho Quyên gặp gia đình trước đi, mọi việc đâu rồi đấy rồi. Sau đó mình chủ động mình gặp sau thì nó sẽ dễ hơn. Đó lý do là sao em không có ra sân bay. Rồi sao rồi thôi, bỏ cái vụ sân bay luôn. Chạm mặt đi. Bây chạm giờ cái lúc chạm mặt đi, lúc chạm mặt đó. Chạm mặt ở nhà. Ở đâu? Đúng không? Ở đâu anh? Anh nhớ. Ở nhà, gặp ở nhà thôi. Là anh nhà ai? Nhà Quyên ở nhà mình. Qua nhà Quyên. Đó. Là gặp Quyên, gặp phụ huynh luôn. Đúng không? Rồi sao? Lần đầu tiên chạm mặt nhau, nó làm sao? Con gái con đã đếm từng ngày rồi, cho nên con thật sự rất là mong chờ cái ngày được gặp. Và con thật sự là đếm là còn 500 ngày, còn 400 ngày, rồi còn 300, rồi xuống còn 60 ngày, rồi xuống còn 1-2 ngày. Thì con đã rất là muốn gặp rồi. Tại vì trong cái thời gian nói chuyện thì con cũng ngại, anh cũng ngại nên không có nói chuyện video, cho nên cũng không có thấy mặt đâu ạ. Nhưng mà mình nhớ thì cái ngày gặp nhau đó mình ảnh thì như những gì mà mình nghĩ thôi, thì con gặp rất là rung, nhưng mà mình đã học ở bên Mỹ về thì mình phải control được cái cảm xúc đó, thì thấy ảnh thì rất là vui rồi ạ. Còn Thịnh cũng bình thường, em cũng gặp bình thường này, cũng nói chuyện bình thường thôi. Không, mà dĩ nhiên là không gặp nhau rồi, không có gì nữa. Không, em không bảo cho tôi hình dung gì, không làm phim nữa, không làm phim gì cặp này nữa. Chạy tới mình mặc cho phụ huynh đứng kế bên. Chị Dân gì vậy? Anh Thịnh em gì? Em Quyên nè. Anh Thịnh trời ơi, giống như anh sửa với chị Quyên á, nhớ không? Trời ơi, chị Quyên á, trời ơi. Trời đất ơi, sao mà rồi sau đó là sao? Sau đó thì tụi em tiếp tục hẹn hò, gặp trực tiếp nhiều hơn, dành thời gian với nhau nhiều hơn. Rồi mới nắm tay lần đầu tiên. Có những cái cảm xúc nắm tay. Sau mấy ngày thì nắm tay. Kể chắc nắm liền quá. Nắm tay nồng nàn rồi sao? Cái lần. Ủa tụi con cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 11 ạ. Quen nhau 14, 15 năm rồi. Rồi sao? Cưới nhau được 11 năm rồi. Chạm mà cái chuyện xảy ra nó cũng là biết nhau là biết mười mấy năm trước. Rồi xa nhau 4 năm rồi về gặp lại nhau ha. Rồi bao lâu mới cưới? Dạ 8 tháng. 8 tháng. Là con đâu có quay về Mỹ lại nữa không? Dạ không. Ở đây luôn. Dạ, con về luôn ạ. Về luôn là chắc là cũng về ông này rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Là sau 8 tháng là lấy nhau. Rồi dạ, ông này. 4 tháng thì ảnh cầu hôn rồi 8 tháng. Nhưng mà trong cái 8 tháng mà mình va chạm cụ thể trực tiếp với nhau như vậy thì có nảy sinh những cái tính cách mà không phù hợp không? Có cãi nhau, có ghen tuông, có gây lộn, có này kia nọ không? Có một cái bức tường mà phải vượt qua, là tại vì nó không có thoải mái.
ảnh cũng không có thoải mái lắm. Về cảm xúc là gì? Về mặt cảm xúc mà. Là, tại vì dù sao thì cũng 4 năm không có ở cạnh nhau á, cho nên bây giờ phải học cách để mà quyết cùng với nhau, rồi học cách để chia sẻ với nhau mà không phải chia sẻ dạng nói chuyện nữa, mà là gặp trực tiếp ngồi nói chuyện với nhau. Rồi bây giờ ảnh cũng không, ảnh cũng rất là giống như yêu thì yêu rất là nhiều, nhưng mà bây giờ cũng không biết bắt đầu làm sao hết, thì phải có một cái bức tường đó nó phải đập vỡ. Phải từ từ thì, từ từ thì đúng nói, không? Dạ, và ảnh nói cho ảnh thời gian. Con á thì con về vì ảnh, cho nên con cũng con thấy hết, con cũng không biết là bước tiếp theo như thế nào, thì cái cảm giác đó nó hơi khó chịu. Hiểu. Và không biết là ảnh có ảnh có sẽ tiến tới với mình hay không, thì nó hơi khó chịu. Nhưng mà đến 4 tháng sau là ảnh cầu hôn. Dạ. Đúng không? Đúng. Và cái bức tường đó chắc tôi nghĩ nó xây nó cả chừng tháng. Trước đó, bao nhiêu lâu thì đặt cái bức tường đó? Chừng tháng. Dạ, khoảng 2 tháng. Đến bức tường Bắc Linh dễ sợ lắm. Nhanh lắm chị ơi, tại vì họ yêu nhau lắm mà. Đúng không? Dạ. Thôi nhưng mà lúc đó là công việc của con. Dạ. Của Thịnh á là có khó khăn gì không? Không, lúc đó thì công việc của em rất là thuận lợi. Thì có đi làm việc cho công ty nước ngoài. Sau đó thì lương cũng tốt. Đó, thì sau khi mà có lương thấy cũng ổn, thì lúc đó mới có ý định là thôi thì kết hôn với bà xã. Cầu hôn. Mà cầu hôn có lãng mạn không Nguyên? Dạ, nóng với lại khô và gió, thì lúc đó ảnh rủ đi trên leo núi Bà Đen á, mà nó rất là núi. Nóng và ảnh không có chuẩn bị cái nhẫn, ảnh chỉ lấy cái dây cỏ. Nhẫn cỏ. Thời điểm đó là nhẫn cỏ em ơi, thời điểm đó là nhẫn cỏ là màu đen đó. Cầu hôn trên núi. Dạ, nó rất là nóng. Nhẫn cỏ cho em đó. Không lên tới nổi nữa, cái ảnh nói vậy thôi đứng đây cũng được. Rồi sao Nguyên, cái lúc đó là sao? Dạ lúc đó thì thật sự đang rất là nóng mà không có gió luôn ha. Và nó đang mồ hôi nhễ nhại mà ảnh cầu hôn thì cái đó là cái điều mình mong nè, cho nên mình cũng vui chứ, nhưng mà cái ấn tượng của nó là nó nóng tại thời điểm đó rất là nóng. Nói chung là nó cũng lãng mạn gì hung á. Nóng quá không lãng mạn nổi thật sự. Đúng rồi á, giờ thì có muốn đi xuống thôi nóng quá lẹ cho rồi đó. Nhưng mà là cái chuyện đó là cái chuyện phải tới thôi. Đúng không? Rồi hai bạn là 4 tháng sau cưới. Lấy nhau xong về là có con liền không, hay là đi chơi bời đá đời rồi mới có con? Dạ, 3 tháng sau thì là mới bắt đầu có nghĩ tới việc có em bé. Và cũng là thời điểm khởi nghiệp lần đầu tiên luôn, thì cái khó của con hồi mới bắt đầu kết hôn đó là vừa làm quen với chồng, vừa lại bắt đầu có bầu. Xong rồi vừa là khởi nghiệp và ra những cái quyết định rất là sai, cho nên mất tiền hết sạch luôn, mất tiền phải 3-4 tỷ bạc, là mất sạch tất cả những gì mình có. Thì dẫn tới đó là mất 7 năm sau thì con phải làm để trả lại cho những gì mình đã gây ra cái quyết định sai. Là hai vợ chồng cùng làm giống như là 7 năm giống để mà kiếm lại 3-4 tỷ để trả nợ đúng không? Dạ, thì mình sẽ cố gắng để duy trì cái việc đó. Rồi tới năm 2018 thì mới lập ra cái công ty khởi nghiệp thứ ba. Coi như là cái trùm sò nó đã cứu lại tất cả mọi thứ. Dạ. Đúng không? Trùm sò đã cứu lại tất cả mọi thứ. Nhân nhắc cái vụ trùm sò thì cũng phải hỏi luôn. Cái về cái kinh doanh sò của con nó là như thế nào? Dạ, con làm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ốc ngọc trai, giống như có cây bút ở trên ảnh. Cái sản phẩm đây là cái gì? Mình nhìn cái này giống như đá xà cừ vậy. Dạ đúng rồi. Vỏ sò. Có vàng với lại vỏ sò. Thì mình muốn trở thành như quà tặng quốc gia của Việt Nam, giống như Mont Blanc vậy. Ngoài viết ra thì còn là những mặt hàng nào làm bằng sò? Nếu mà không nói, nếu mà bạn cái viết này, nếu mà cần focus vô, nếu mà không nói là bằng sò, bằng ngọc vỏ chai thì mình cũng không có đoán ra được. Mình không đoán ra được tại vì nó rất là đẹp, nó giống tình như đá. Nghe. Đúng không? Nó giống như là các loại đá mà đá quý vậy đó. Nhưng mà chị em mời. Không, cái này nó sẽ là một cái gọi là đặc sản của gọi là Flu Sài Gòn. Công gọi là tiểu thủ công nghệ gọi là tinh xảo của Việt Nam mà đặc sản của Việt Nam. Này là mấy ông nước ngoài chữ M là gì con? Là tại vì khắc cho khách đó là một trong những cái mẫu đầu thì con có khắc cho khách. Nhưng hiện tại bây giờ thì nó là cái logo cánh bướm là Blue Sài Gòn. Nữa ha, mình mạ vàng cái này nó vàng. Dạ, nó vàng trắng. Này vàng trắng rồi. Vàng trắng. Nào khắc cái chữ tờ đó, nhớ đưa cho chú nha. Dạ, cảm ơn. Trời, hay quá rồi. Ok, thôi bây giờ mình tới cái vụ kia đi chị Mộc ạ. 11 năm chung sống rồi, 4 năm yêu xa. Chắc là những cái thói hư tật xấu á, dường như cũng quên đi đó là thói hư tật xấu rồi, mà nó gần như là một cái thói quen không thể thiếu được á. Thực sự những cặp vợ chồng mà sống lâu với nhau á, là những cái mà chưa hoàn mỹ của chồng và của vợ á, thì nếu như mà hai đối phương chưa sửa thì gần như nó là một cái thói quen mà là cố hi cố hỉ rồi. Thôi mình nói trắng là tật xấu này chị Mộc.
tật xấu đi. Nên trên này là mình phải viral cái từ tật xấu đó. Thì bây giờ nó thẳng luôn nè, Quyên ơi, yeah. Nhìn thấy Thịnh nha, người rất là lịch thiệp nha, rất là điềm đạm. Bây giờ không biết là anh ấy có những cái tật xấu đáng yêu nào. Tật xấu đáng yêu à? Dạ, con nghĩ là ai cũng có tật xấu. Nhưng có một cái nó giúp cho con á, tại vì ở trong cái trường đại học á, nó có là cái lớp chuẩn bị kết hôn á. Thì khi mà mình học trong lớp đó, mình học được vài cái nguyên tắc mà nó giúp cho mình, nó giúp cho cả hai vượt qua những cái tật xấu đó rất là nhanh. Ví dụ như là nguyên tắc là nếu nguyên tắc thì hãy giống nhau, nhưng mà sở thích thì phải cứ để nó tự do. Cho nên nếu như mà là nguyên tắc, ví dụ như nguyên tắc đó là không ngoại tình, là không sống thử, là không rượu bia, không nói dối, vân vân, thì đó là nguyên tắc. Thì con với lại chồng có chia sẻ cùng một cái nguyên tắc. Thì còn lại nếu như mà là sở thích á, như là anh thích bóng đá, em thích cầu lông, thì anh thích xem phim hành động hay em thích phim lãng mạn, thì cứ để nó tự do. Thì khi mà thấy nó đụng vô nguyên tắc thì con mới dính tới. Còn khi mà nó chỉ đơn giản là sở thích thì con để nó luôn. Rồi thì bây giờ chú không cần biết sở thích hay nguyên tắc gì hết. Chú chỉ cần biết là chồng con có những cái tật xấu nào không? Mà con chưa hài lòng. Đó, ví dụ như bày hay. Con nghĩ là con chưa hài lòng về cái tật đó của chồng. Thí dụ nha, những cái tật xấu nè, bày hay nè, chơi game nè, thả bom nè, rồi ở nhà đó là hay lượm thượm rồi hay quên gái. Rồi gặp gái hay nhìn những ngày đó là những cái tật xấu. Thì chồng con có những cái tật xấu đó không? Ảnh chắc là cái tật xấu của ảnh thì có làm không có thích gặp những người ảnh không thích. Thật sự rồi. Cái đó là bình thường, nhưng nó không có bình thường trong cái việc mà kinh doanh hay khởi nghiệp. Dạ. Cho nên ảnh sẽ không làm những việc mà ảnh không thích và không gặp những người ảnh không thích. Chết cha, tới là tôi với mình giống nhau rồi. Không làm ăn được nè. Dạ. Nên không thích ai là không hề muốn gặp luôn á. Dạ. Nhưng mà có những cái em phải gặp. Dạ. Như đối tác của em phải gặp chứ, mặc dù em không thích người ta về có tính cách, em không thích người ta về con người, người ta kệ người ta, nhưng công việc em phải gặp chứ. Thật ra cái này nó liên quan tới cảm xúc đó nghe. Đúng không Thịnh? Nó liên quan đến nhưng mà em làm nghệ thuật thì em cho được. Dù cái người đó họ có thể mang không, cái này cho em xin nói thêm, có thể là người đó sẽ mang cái lợi ích cho mình, nhưng mà khi mà chú ta không thích rồi là chú không cần gặp luôn á. Anh chưa gặp luôn á, nhưng mà anh không thoải mái, anh không đi không gặp. Rồi ok, cái đó gọi là tật xấu không ta? Xấu. Xấu không phải là tật xấu mà nó là một cái hạn chế trong cái công việc của mình. Hạn chế về tính cách. Ok rồi tiếp đi. Cho nên dẫn tới đó là ví dụ như gặp cái khách hàng đi, hoặc là đi một cái hội nghị vân vân, thì ảnh sẽ nói thôi em đi anh trông con, thì cái đó con cũng không thoải mái, nhưng mà con sẽ phải làm những gì mà ảnh không chịu làm. Đúng rồi. Cho nên nó sẽ đẩy con ra ngoài, dẫn tới đó là mình buộc phải làm như vậy, mà mình phải cố gắng để thoải mái với việc đó. Dù mình cũng không có, mặc dù mình cũng không thích đó. Dạ. Đôi khi mình cũng vướng bận con cái, con đang khóc la vân vân, nhưng mà ảnh thích thì mình sẽ làm. Con mấy đứa rồi? Dạ hai ạ. Một đứa 5, một đứa 10 ạ. Rồi rồi. Rồi sao nữa nè, còn tật gì nữa nè? Ảnh nóng tính với lại ảnh hay dễ bỏ cuộc hơn. So với lại hai người thì ảnh sẽ nóng tính hơn nhiều. Với lại ví dụ như làm một cái việc gì đó, thử một cái gì mới, ảnh không phải cái việc ảnh quen, hoặc là thử một cái mới mà nó gặp khó khăn một chút, ảnh sẽ nói thôi bỏ đi. Nhưng mà con thử tiếp thì sẽ được, thì con nói là thôi đừng có bỏ thì nó sẽ được. Nó hơi dễ bỏ. Là chợ không mà, gọi là không gọi là không kiên trì lắm trong cái thử thách muốn trong cái thử thách đó. Đúng rồi. Lúc còn, anh hứng anh rất là hứng, nhưng mà lúc hết hứng là thì thôi. Nhưng mà ở trong nhà thì sao, công việc nhà thì như thế nào? Anh quán xíu thì sao, anh có phụ giúp ai làm? Con làm không? Công việc nhà là ai làm? Dạ thật ra san sẻ. Ảnh gọn gàng hơn con. San sẻ thì tốt rồi. Tốt rồi. Như vậy có một chút xíu tật xấu thôi đúng không? Bây giờ con mong muốn Thịnh thay đổi rồi gì? Anh vẫn còn 63 năm nữa để ảnh khắc phục, cho nên thật sự là tại thời điểm này là ảnh hoàn hảo rồi. Còn các những cái năm tới thì ảnh bớt nóng, mà con nhắc mỗi ngày thôi, và ảnh đã cố gắng để bước ra khỏi cái vùng thoải mái của ảnh, cũng đang cố rồi ạ. Ok. Tức là giờ chỉ mong ảnh bớt nóng thôi đúng không? Quá hay. Thịnh rất là may mắn có một cô vợ rất là tâm lý nha. Cái còn Thịnh nè, tật xấu của cô ấy là như thế nào? Nãy giờ thấy cô ấy có vẻ như không có gì gọi là tật xấu hết trơn đúng không Thịnh? Em rất là biết ơn là vợ của em, thì em có người vợ rất là may mắn. Vợ của em rất là thông minh và rất là giỏi. Đó là một cái may mắn của em. Còn về những hạn chế hay là những cái tật xấu thì ai cũng có hết thôi. Đúng rồi.
Thì về cái phần của vợ em thì đó thì có những cái ví dụ như cái tính của em thì em mà không thích ai thì em không gặp. Nên là vợ em thì cứ hay dùi em đó là thôi anh cứ đi rồi anh đi gặp đi chứ em phụ nữ sao em đi gặp rồi con cái rồi, ai lo rồi. Đó, thì cứ lặp tới lặp lại em lại không thích cái cách đó. Ví dụ như em nói là em không thích là khi không thích đừng có hỏi lý do tại sao anh không thích mà tại sao anh không làm, mà vợ em thì phải cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó. Anh phải anh không thích thì anh cũng phải tạo làm sao để anh có động lực để anh làm cho nó được chứ, tại vì mục tiêu chung chứ. Em anh không thích là anh sẽ không làm. Tới giờ vẫn vậy đúng không? Tới giờ vẫn vậy. Tức là luôn luôn đẩy, cố gắng đẩy em để cho em di chuyển. Nhưng mà cuối cùng em có di chuyển không? À, cố gắng cũng phải cũng di chuyển. Vì vợ. Nhưng mà chắc vì vợ. Vì vợ. À, một cái thứ hai nữa là vợ của em á là có những cái mà sai thì mình phải chấp nhận là mình sai. Không chịu. À, tức là không phải là không chịu nhưng mà tại cái thời điểm đó là không có chấp nhận là mình sai. Là có thể là thời điểm khác thì em sai được. Mà không, cái này là sai thật, cái này là sai, mình phải chấp nhận cái mình sai. Rồi mình sửa cái sai đó sao cũng được. Mà bà xã của em đó là không có chấp nhận cái sai. Luôn tìm cách cái gì đó để hợp thức hóa cái biện bảo biện bảo biện là mình đúng. Là, em vừa nói đó, vợ em rất là thông minh thì đó là cái thông minh. Thì với em thì chỉ có ghen không? À. Em thì có không ghen. Vợ có ghen với em không? Không, vợ thì không có ghen. Mà em thì đôi khi em sẽ ghen một tí với vợ của em. Đây vợ em thì thỉnh thoảng cũng đi gặp rồi cũng gặp người này người kia tại vì trong giới làm ăn mà. Đó, thì đôi lúc thì cũng có một tí xíu ghen mà đó là lâu rồi. Xa xưa rồi. Bây giờ thì cứ thoải mái. Ủa nhưng mà vợ là không có ghen với không, là không hề. Ok. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? À, chỉ có mong muốn cái mà mình sai thì mình chấp nhận là mình sai, rồi mình sửa. Cái đó là cái mà em mong muốn thôi. Em có nói gì không? Không. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Ô, em biết em nhiều khuyết điểm lắm mà. Em mới làm mất chiếc nhẫn anh tặng. Em hay quên. Mới tặng có một tuần à. Cho nên ảnh tự nhiên là mất rồi. Với lại đôi khi bận quá cho nên cũng để con chơi điện thoại hơi nhiều. Thì cho nên em biết đó là em nhiều khuyết điểm lắm mà. Không, chị thấy gì nè, tụi em là đang là rơi vào trường hợp gì biết không? Hai người giỏi ở chung một nhà đó. Thực sự em không biết đâu, hai người mà cùng giỏi ở chung một nhà để mà hòa thuận được với nhau, để mà có thể song hành được với nhau á, là một điều rất là khó. Khó mà phải từ cả hai người đều phải hiểu được cái điều đó và để nhịn những lúc nào đáng nhịn, cái đó là chị nói thiệt. Nhưng mà rất may là vợ em là cũng thuộc tiếp người gọi là biết mềm á, biết mềm dẻo đúng lúc đó, để có thể chế ngự được em. Thì em là tánh em cũng nóng lắm đó, và cũng cứng đầu lắm, có nghĩa là anh không thích thì đừng có ép anh làm những cái chuyện đó. Ví dụ như cơ hội này không đến thì nó sẽ có cơ hội khác. Chứ không nhất thiết phải đâm đầu như thế. Còn phụ nữ lại khác. Phụ nữ là tham công tiếc việc là một. Nhưng mà tiếc cơ hội nữa. Bởi vì cái cơ hội đó nó tới là mình phải nắm bắt. Chứ không mà nó vụt qua mất. Bị cái thời gian nó không có chờ mình. Đó. Em với vợ em cũng rơi vào trường hợp đó. Đó thì không có nói chuyện đó thiệt. Nhưng mà như thế này. Thực sự trong trường hợp như vậy. Tại vì đó là khí chất của chồng em rồi. Như Thuận như vậy là khí chất rồi. Tại vì nếu mà mình ép người ta làm một cái điều người ta không thích, người ta không feel, thì cho dù em có gặp đối tác đó thì cũng không thành công trong cái việc đó. Đúng vậy. Thành ra nếu em cảm thấy là em có thể thay chồng làm được cái điều đó thì em làm, còn nếu em không thích bỏ luôn. Hay quá. Ví dụ chị nói thiệt, bỏ luôn, không cần thiết phải vậy có cái đó. Đó, đúng không cưng? Đó là cái em cũng cố học được đó. Thì tôi nói với anh ấy mà tôi cũng học được rất đúng không? Em bên em cũng vậy, bên Thuận cũng vậy. Mỗi lần em biết không, khi mà anh đã rất rõ quan điểm nha. Anh, tại vì anh và vợ anh là cũng giống như hai vợ chồng, cũng làm chung vợ chồng của Thuận cũng rất là giỏi, hai đứa đều giỏi hết trơn. Thì anh không muốn gặp người đó nhưng mà vợ anh cũng bị chàng em. Ông phải đi gặp đi. Nó có một cái lợi ích cho mình, không phải lợi ích nữa mà nó là một cơ hội. Bỏ đi anh rất là phí. Anh sẽ nghĩ với con. Trời, con. Anh không biết em như thế nào nghe chứ, anh nói thật thì anh nó no, không đi là không đi. Để bây giờ sẵn cái số này là em nhớ lưu cái số này lại em đưa Liên nó coi. Hiểu không? Liên nó coi để nó hiểu được cái vấn đề đó. Nói chung là cảm ơn các bạn. Các bạn vừa kể cho anh và chị Vân nghe một cái chuyện tình rất là đẹp. Và có được chuyện tình. Một cái chuyện tình 4 năm. Phim. Một tính làm phim nhưng mà nó không có cao trào. Nó bị gãy ở chỗ bàn đạp nhau không ôm. Nó không có cao trào. Đó. Và một cái câu chuyện gia đình rất là cũng đẹp. Cũng đẹp luôn. Và các bạn sinh ra là để cho nhau. Và anh chỉ mong rằng là
trong cuộc sống hai bạn sẽ càng yêu nhau hơn ha, và có thật nhiều sức khỏe và cùng phát triển thương hiệu mà cái thương hiệu Châm Sò lên một cái hàng top luôn nha. Xin cảm ơn. Cái này mà tụi em phát triển lên là nó là gọi là rạng danh cho cái tiểu thủ công mỹ nghệ. Đúng rồi, là đó một cái sản phẩm của Việt Nam. Cố gắng nha. Ok, xin cảm ơn. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.